Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Plan vs Zombie. Chơi một chế độ mình sẽ là bên phía Zombie để mình tiêu diệt con Plan. Hôm nay mình sẽ không chơi Plan vs Zombie nữa mà mình sẽ Zombie vs Plan, mình ở bên phía Zombie. Ok, rồi mình sẽ bắt đầu trận chiến nhá. Làm đầu tiên mình không thể chơi được rồi, mình sẽ mua cây này ra. Nó nhảy qua cây này. Đấy, đây cây tỏi thối mình không tiêu diệt được nó. Nó sẽ bị đi xuống hàng ở dưới, chỉ con ra ăn tua thôi. Cây này thì nó ăn, con này thì nó ăn thịt được, nó nhảy vào bên kia nó né được. Đợi mình có tiền mình mua ra, mình sẽ mua tiếp con ra ăn tua cho các bạn nhé. Rồi mình sẽ đã mua được 750 rồi, ăn thịt được 750 rồi. Giờ sẽ nhặt hết hàng trên này thì mình tí nữa mình sẽ tính sau. Đây mình sẽ nhảy qua mình ăn thịt tiếp với các bạn nhá. Đã được một cái não rồi nhá, một chiếc não được vào kho. Xin luôn cái Bitsotter này sẽ không tiêu diệt mình kịp đâu, mình nghĩ là vậy. Giờ bắt đầu ăn đấy, mình vừa bảo xong nó đã ăn thịt xong cái Bitsotter mà mất cánh tay của con Zona này rồi. Ồ, lên được 1.200 rồi. Quá là nhanh luôn nhá, quá là nhanh, quá là nhanh. À, dưới này phải cho nó mất cái cây, nó còn mất con này đi. Rồi xong, giờ là trên cho một cái này, à, cái su này. Đấy, làm luôn. Tiếp theo là vận động viên, đây cũng thế. Và sau sẽ là một con gà tua siêu to luôn. Chưa chỉ là phụ bạn thôi, sau là một mảng chính này. Trang 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 đây là đánh thế này. Ba ra tua này tiêu diệt luôn. Áo Noel của Phúc XO nha bạn. Phúc XO mới đi tù rồi. Mình đã lụm lại của nó. Tiêu diệt tấn công những con còn lại. Cùng hai cây tỏi thối này mình sẽ dùng cây này để tiêu diệt này. Đó. Giờ hết rồi mình sẽ mua tiếp này. Ôi. Đóng băng bắn đạn đóng băng nữa, mình xịn ở đây. Một đập chết một con tiếp. Còn một cái đạn. Ok luôn. Thế là một túi tiền đã rơi ra. Rồi giờ mình sẽ nhặt túi tiền này và đi mua đồ dùng cho Zomba nhé. 4 đồng tiền vàng, quá là nhiều. Sáng lóe cả mắt luôn. Ok, giờ mình xin tạm dừng video ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào, bye bye.